Và bây giờ mình sẽ đối phần music. Cũng tương tự như các bạn thôi, các bạn mà bấm nếu điều hướng này thì nó sẽ ra cái giải tầng của music. Ở cái phần phần mix luôn thì cái phần music nó cũng có 7 cái giải tầng equalizer như thế này. Cũng 5, 7 hẹp, 134, 400, 1 kg, 2 kg rưỡi và 63, 16 kg. Ở đây nó khác cái chỗ là nhạc thì nó được 16 kg nhưng mà tại cái điểm mix luôn thì nó chỉ lên được 10 kg thôi. Đây nó không có phần low cut nè. Rồi cái này là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn những cái tập surround. Đây là low surround của music nè, đây là surround của mix, đây là surround của loa trái, đây là led nè, loa phải. Nếu các bạn muốn để hiểu studio thì các bạn có thể chỉnh hai cái volume này nó lệch một tí thì nó sẽ ra được hiểu studio thôi. Rồi đây là giải tầng cao treble nè, thì mình thấy còn rất ghét. Đây là mix để nhảy chung, để nhảy kia bass. Đây là hiệu ứng ở trên bass center. Thì tương tự như surround nữa thì nó cũng có music nè, mix, fret, mix, bass đều cho các bạn nha. Và hay ở chỗ là nó sẽ có cái phần để sub cho các bạn nè. Thì các bạn kết nối cái amply vào một cái cục sub riêng, mình sẽ chỉnh được cái giải tầng trên cái sub. Thì hiện tại thì cái mặc định của cái amply này thì cái sub nó sẽ cắt được cái giải tầng nè. Nó sẽ mở rộng cái giải tầng cho mình là tầng khoảng 230Hz nè. Các bạn có thể giảm xuống được, giảm xuống tầm khoảng 150Hz được, 150Hz thì nó tùy. Đây là sub, input, đây là mid, mid on. Các bạn có thể đăng lên đó, cái sức của bạn nó yếu quá hoặc là công suất nó quá nhỏ. Đây là bước cấp điện thì có mặt công suất ở trong đó. Còn khi các bạn sản xuất hơi thì bắt buộc các bạn phải có một mặt công suất để các bạn đẩy cái tiếng ra. Đây là phần ao lý mình cái này, giới hạn được cái đầu ra của cái tín hiệu nhạc. Thường thường là các bạn để ở số này là được rồi. Còn nếu các bạn muốn cái tiếng của mình nó chắc hơn và nó cảm giác nó không bị noise, nó không bị đập âm nhiều thì các bạn có thể tăng lên tùy theo mức độ các bạn nghe thôi. Ở đây không nhất thiết là các bạn có thể tắt cũng được. Nếu các bạn muốn nghe bình thường thì không sao, mà nếu các bạn mà người nào khó tính, các bạn nghe nhạc nhiều, các bạn cảm giác là nó bị tạp âm nhiều á, các bạn có thể tăng cái lên.